tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Muốn Review Gì. Hôm nay trong cái video clip này, Hoàng muốn giới thiệu với các bạn một cái phòng studio, cái phòng mà Hoàng thường hay quay phim, quay sản phẩm review. Và hôm nay thì chính thức là Hoàng đã set up xong cái phòng studio này và cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn cái cách để chúng ta có thể tạo ra một cái phòng studio đơn giản, hiệu quả mà nó đẹp nữa. Thì mời các bạn chúng ta cùng nhau xem. Rồi, các bạn thấy ngay trước mắt của mình không? Đó, chính là cái phần mà Hoàng đã set up. Một cái phần để Hoàng quay phim hoặc là Hoàng review sản phẩm. Thì các bạn thấy là ở trên bàn nè, ví dụ như khi mình muốn review, mình muốn quay một cái sản phẩm gì, thì các bạn thấy trong phòng thì nó tối. Thì chính vì vậy là chúng ta cần phải có cái ánh sáng để mình quay làm sao cho sản phẩm nó đẹp. Thì cái đầu tiên á, để mình quay cho một cái sản phẩm nó đẹp, thì các bạn thấy là Hoàng sử dụng hai cái cây đèn LED này, nó chiếu thẳng vào trên bàn này. Thì ví dụ như khi mà mình muốn quay review với đôi dép này đi chẳng hạn các bạn, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái ánh sáng nó phả vào phần sản phẩm, nhìn nó rất là đẹp và rất là sáng đó, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp luôn đó. Thì với cái cách mà mình setup như vậy thì chúng ta đã có được một cái phần ánh sáng rất là tuyệt vời. Đây là một cái sản phẩm, thì các bạn có thể quay review những sản phẩm khác ha. Thì muốn giới thiệu với các bạn luôn là cái cách để chúng ta setup, các bạn thấy không? Rất là đơn giản, không cần chúng ta phải mua những cái đèn nó quá lớn chúng ta thả vào nha các bạn. Thì đây chính là hai cái cây đèn LED RGB stick mình mua. Các bạn thấy là đó, nó có sẵn cái chân đế như vậy luôn, chúng ta có thể để chúng ta setup được. Thì mình mua hai cây để khi mà mình để mình setup thì nó tạo thành một ánh sáng đều phả vào hai bên. Các bạn thấy không? Rất tuyệt vời. Ở đây thì mình có một cái kênh tripod. Ví dụ như khi mình quay thì mình sẽ có cái camera mình đặt ở trên cao này, mình chỉa xuống. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là mọi người có thể nhìn cái hình ảnh, ví dụ như thì chúng ta quay đó, từ trên chúng ta có thể nhìn thẳng xuống như vậy. Các bạn thấy ánh sáng xuống rất là đẹp. Rất là ok không? Thì đó là về mặt hình ảnh, ánh sáng. Còn về mặt âm thanh thì Hoàng có một cái micro Rode mình kết nối ở đây nè các bạn. Thì lúc Hoàng ngồi quay thì Hoàng để cái mic này nằm ở đây đó, gắn thêm một cái bông để nó lọc những cái tiếng ồn, thì khi mình nói cho âm thanh nó được trong đó. Lúc mà mình quay thì mình sẽ ngồi như vậy đó, các bạn thấy ok không? Hoàng sẽ ngồi như vậy, chúng ta không cần phải đeo mic nha các bạn, tại vì cái mic này nó đang chỉa thẳng vào cái giọng nói của mình rồi. Như vậy là mình ngồi mình nói chuyện mà nó tiếng nó thu vào thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng âm thanh rất là đẹp. Hình ảnh thì mình có camera, Hoàng thì Hoàng sử dụng cái GoPro cho nó đơn giản gọn nhẹ, thì để cho tăng thêm cái ánh sáng cho nó đẹp thì chúng ta có hai cái cây đèn LED này nó phả xuống ở đây đó. Ánh sáng chủ đạo trong căn phòng thì Hoàng có hai cái tấm đèn nền ở đây, các bạn sẽ cùng nhau xem đó. Thì đó chính là cái tấm đèn nền LED ở bên tay trái một cái, ở bên tay phải một cái. Thông thường thì Hoàng chỉ cần mở một cái thôi nha các bạn, là video nó cũng đủ ánh sáng và nó cũng đủ đẹp rồi, không cần chúng ta phải mở quá nhiều đúng không? Đó. Lý do vì sao chúng ta phải có những cái đèn như vậy, các bạn không sử dụng đèn tiếp được nha các bạn. Mình quay bằng đèn tiếp thì cái độ về, Hoàng không biết giải thích làm sao, nhưng cái độ về hẹp với lại cái ánh sáng trên cam khi mà nó quay nó sẽ bị giật. Như vậy là chúng ta cần phải dùng một cái hệ thống đèn LED để cho ánh sáng nó tốt, nó đẹp và nó đều. Cái cây đèn này ngoài cái chuyện là khi chúng ta quay sản phẩm chúng ta chiếu vào đây thì mình cũng có thể dùng đèn này để mình làm đèn nền backlight. Nó có rất là nhiều màu sắc để nó phả vào. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được những cái hiệu ứng khi mà chúng ta quay phim rất là đẹp. Hoàng sẽ làm clip, Hoàng review về cây đèn này sau cho tất cả các bạn, để các bạn thấy là cái công dụng của cây đèn này như thế nào. Hôm nay thì Hoàng chủ yếu Hoàng chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta set up một cái studio tại nhà, mình quay phim nó đẹp như thế nào. Để cho cái quay phim nó đẹp hơn thì các bạn thấy trên bàn của Hoàng nè, Hoàng có thêm một vài con ốc đó, có thêm một cái cây chầu bà như vậy để cho nó có cái điểm nhấn và cái mặt trang trí, rồi nó có cái màu xanh của cái cây. Khi mình quay thì mình chỉ cần cho nó lộ vô trong cái video một chút xíu thôi à, thì để nó tạo thành một điểm nhấn. Chứ nếu mà mình để trên cái mặt bàn này không thì nhìn nó hơi gọi là đơn điệu. Như vậy đây là cái mà chúng ta tạo điểm nhấn khi chúng ta ngồi trên bàn chúng ta quay. Thì các bạn thấy không à, với cái việc mà setup như vậy thì nó quá đơn giản và chi phí thì nó rất là rẻ luôn. Hai cây đèn này thì nó tầm khoảng 1,5 triệu
mỗi cây khoảng 750. Đó. Hai cái tấm đèn led hai bên này thì mỗi cái khoảng 700.000, là khoảng 1,5 triệu nữa, đâu đó tầm khoảng là 3 triệu. Đó. Rồi cái bàn này thì các bạn có thể mua tùy theo nhu cầu của các bạn. Đó. Thì mình nghĩ là tầm khoảng 4-5 triệu một cái bàn mà chúng ta cũng có thể chúng ta sử dụng được rồi. Rồi như vậy là chúng ta đầu tư thêm một cái camera, một cái micro nữa, một vài cái chân đế, là tổng cộng đâu đó mình nghĩ là khoảng hơn nãy giờ tầm khoảng chắc cũng 10 mấy triệu. Như vậy là chúng ta đã có một cái studio. Còn tất nhiên các bạn muốn xịn sò như thế nào nữa thì tùy thuộc vào túi tiền của các bạn. Tuy nhiên với quan điểm của Hoàng thì đơn giản, gọn, nhẹ, đẹp và nghiên cứu những sản phẩm làm sao để nó phù hợp với nhu cầu của mình. Đó chính là lý do vì sao chúng ta có cái studio này. Ok. Hy vọng là tất cả các bạn chúng ta cũng biết cách tạo ra cho mình những cái góc quay, những cái studio như vậy. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo nha. Xin chào.